chào các bạn và quý vị đã đến với video review livestream mới trên Facebook của xe đạp hải phòng.com. Xin chào anh Nguyễn Thịnh. Và trong video này là mình sẽ cùng với các khán giả đánh giá review cái chiếc xe đạp thể thao touring Nhật bãi hiệu Chevao màu xanh. Thì như trong những cái video trước, livestream trước ấy, ở những cái giờ trước ấy, mình đã cũng review mấy con Chevao rồi, nhưng mà nó là màu khác và bây giờ con này nó là màu xanh. Thì đợt này mình cũng về trong cái lô xe đạp này thì mình cũng về được khoảng gần 10 con Chevao, và mình sẽ trong những video tới thì mình sẽ tiếp tục review đánh giá cái cấu tạo và những cái vật liệu chất liệu cấu tạo lên, cấu thành lên chiếc xe, và những ai mà có thể sử dụng phù hợp với chiếc xe của họ và với họ. Thì đây bây giờ mình em sẽ tiến hành đổi camera để chúng ta cùng review cái chiếc xe đạp này. Đây, như quý vị thấy là trong khung hình đây là chiếc xe đạp thể thao touring Nhật Bản đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản, hiệu Chevao. Xe này thì không phải là xa lạ với những người mà những cái quý vị mà đã sử dụng qua xe đạp Nhật Bản, thì hiệu Chevao là một cái hiệu mà rất là thông dụng. Và hiệu Chevao và có model là 1CV. Quý vị có thể lên Google và gõ là Chevao cách 1CV ra là nó sẽ ra những cái chiếc xe như thế này. Thì thường thì xe Chevao thì nó là dòng touring nên là nó được trang bị phanh V này. Phanh V bánh trước và bánh sau để phanh V. Vành một vành nhôm một lớp, đũa inox và Meyer nhôm. Líp đằng sau là líp 7 tầng. Và xe được trang bị đè là Shimano Xích. Một bộ đè mà rất là lâu đời rồi, rất là tồn tại rất là lâu ở trong cái họ hàng phụ tùng xe đạp của Shimano. Và đằng trước chúng ta thì sẽ có một cái bộ đùi đĩa là 3 tầng, gạt đĩa Shimano và đôi bê đan nguyên của chiếc xe này. Khung của chiếc xe được cấu tạo bằng hợp kim nhôm. Đấy, mối hàn là vẩy cá. Thì như các bạn biết là trong những cái video trước thì mình ở trong kênh xe đạp Hải Phòng ở trên YouTube của mình ấy, thì mình cũng có nhìn rất nhiều cái video hướng dẫn là phân biệt khung nhôm và khung sắt. Xin chào anh Quang An. Xin chào anh An Quang Trường. Thì mình có rất là nhiều video mà phân biệt khung sắt khung nhôm, và cái việc mà đơn giản nhất thì các bạn lấy một chiếc nam châm mà các bạn dính vào đây, nếu mà nó hút thì là khung nhôm, à không hút thì là khung sắt, còn không hút thì là khung nhôm. Ví dụ đây chúng tôi lấy ví dụ đây là cái gạt đĩa này, cái gạt đĩa này là bằng sắt này, bằng thép này, thì nó sẽ hút, còn nhôm thì nó sẽ không hút. Đấy, nhôm sẽ không hút. Và mối hàn sẽ to, mối hàn vẩy cá to thì là khung nhôm, kim loại nó sẽ nóng chảy, nó sẽ tạo ra cái mối hàn như vậy. Ở tất cả những cái xe bãi mà được bán tại xe đạp Hải Phòng.com ấy, thì hầu như là những cái lớp sơn là đều nguyên bản. Như quý vị thấy có thể là chúng tôi có một số vết xước chúng tôi vẫn để nguyên, không có bắn tút, không có dặm tút, để nguyên bản hết, không sơn lại, chỉ xước xe chỉ xước một chút thôi. Bởi vì cái lớp sơn mà trực tiếp sơn mà nguyên bản của cái Nhật Bản ấy thì nó rất là cứng và bền, độ hấp sấy của nó rất tốt, sơn chất lượng tốt, nên là nếu mà mình có sơn lại thì cũng không thể bằng cái sơn zin được. Xe này thì của hãng là xe Chevao là thường của hãng là Asahi, một cái hãng cung cấp xe đạp thể thao ở bên Nhật. Và đây là những cái tem mác. Ở đây chúng ta thấy là xe là của từ thời 2009, ồ cũng khá lâu rồi mà xe vẫn còn rất là đẹp các bạn. Từ 2009 là 9 năm rồi, đến năm nay là 9 năm rồi. Thì đây là cái tem mà đăng ký sử dụng của người dùng Nhật Bản với cái công an. Đằng trước chúng ta cũng được có một cái cặp bánh được trang bị Meyer nhôm này, đũa lốc, đũa inox không hàn và vành nhôm một lớp. Xin chào anh Hưng Trần. Đằng trước chúng ta có phanh Techo, phanh V. Ở trên tay của chúng ta là tay cầm dạng tay bằng, có
có đôi phanh, cặp phanh và hai bên tay chuyển số hiệu Shimano. Chiếc phốt tăng này có thể gật gù, có thể chuyển đứng lên và ngóc lên và ngóc xuống, phù hợp với rất là nhiều cái tư thế mà ngồi của người đạp xe. Khi cách chuyển thì chúng ta có thể lới hai con ốc ở đây và một con ốc ở dưới này, một con ốc ở dưới này để chúng ta chỉnh cái độ tăng chỉnh, và khi mà tiến hành chỉnh ok rồi thì chúng ta khóa hết các ốc vào. Ở đây là bên này là tay chuyển đĩa, bên này là tay chuyển nít. À, chiếc chuông này vẫn còn cổ xe và vẫn hoạt động ok. Như bên này các bạn thấy là cũng có thể thấy là cái nước sơn nó rất là tốt, rất là đẹp. Xe mang rất đẹp và hãng Asahi cung cấp, thương hiệu xe vòng. Giờ chúng ta mình sẽ đo size cái size của cái xe này, xem là cái size của xe này thì nó khoảng bao nhiêu cm để xem là phù hợp với cái những người mà có chiều cao là bao nhiêu nhé. Size của xe đạp sẽ tính thẳng bằng từ cái khoảng cách từ tâm trục đạp là cái ốc vặn vặn của đùi đĩa của trục đến khóa yên thì size của chiếc xe này là 38, khoảng 38 cm là size rất thấp. Size xe đạp này xe là size rất là thấp, 38 cm size rất thấp. Thì với cái size mà small như này ấy, thì phù hợp với các cái người đạp, người sử dụng có chiều cao từ khoảng 1m50 cho đến 1m68, 1m7, 1m50 cho đến 1m7 là có thể đi phù hợp. Nhưng mà khoảng phù hợp nhất là khoảng 1m6, giống như chiều cao của mình đây. Chiều cao của Kiên xe đạp Hải Phòng là khoảng 1m6 thì rất là phù hợp. Còn những cái người cao mà trên 1m7 thì không nên chọn chiếc xe này, vì chiếc xe này có cái size khung là nhỏ nên sẽ phù hợp với những người một khoảng 1m6 thôi. Chiếc xe này thì có giá khoảng hơn 4 triệu đồng. Nếu mà quý vị muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943, có thể inbox ra cho chúng tôi qua Zalo, Facebook đều số điện thoại này. Quý vị có thể tìm trên Zalo và Facebook. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết cung cấp giá chính xác và những cái phụ kiện và những chế độ bảo hành, bảo dưỡng và những cái quyền lợi mà quý vị được hưởng khi mà mua xe tại xe đạp của chúng tôi, tại cửa hàng xe đạp haiphong.com của chúng tôi. Thì tất cả những cái xe mà ở cửa hàng chúng tôi bán ra thì đều là để nước sơn nguyên bản, tất cả các phụ tùng nguyên bản, không độ chế, không sơn lại, không dặm tút, tất cả nguyên bản hết. Và chúng tôi cam kết bảo hành xe một năm cho khách hàng sử dụng khi mà mua xe bên cửa hàng chúng tôi. Tất cả những cái xe chúng tôi nhập về trong mùa hè năm nay thì chúng tôi giao nhập rất là về nhiều xe. Vâng, như vậy là mình đã cùng với quý vị và các bạn đã review xong chiếc xe đạp thể thao touring Nhật bãi hiệu Chevron. Và trong mùa hè này thì cửa hàng chúng tôi về rất là nhiều chiếc xe đạp thể thao Nhật bãi để phục vụ quý khách tập rèn luyện thể dục trong cái mùa hè năm nay và trải nghiệm những cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp trong cái khung cảnh mà đẹp của mùa hè này. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn chế độ xem trước trên Facebook và kết bạn với xe đạp Hải Phòng, nick xe đạp Hải Phòng. Còn nếu quý vị đang xem trên YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, là có động lực làm những cái video mới. Khi mà những cái chiếc xe mới về đến cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiến hành làm những cái video review, cấu tạo và quay tổng thể chiếc xe để cho quý vị muốn sử dụng chiếc xe mà xa chưa đến xem được thì quý vị có thể xem hoàn toàn một cách trực quan. Và trên kênh của chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo ở trên YouTube để không làm phiền quý vị trải nghiệm video từ đầu đến cuối một cách trơn tru. Nên quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký, ấn chiếc chuông để thấy quý vị và sẽ là người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị những cái video mới mà khi chúng tôi up lên kênh. Như vậy là cái video review xe đạp thể thao Nhật bãi hiệu Chevron của chúng tôi đến đây là hết.
Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh nếu ở trên YouTube và ấn kết bạn chế độ xem trước, kèm theo chế độ xem trước ở trên Facebook nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào anh Nguyễn Thịnh, chào anh Quang Trường An và chào anh Hùng Trần nhá. Em đã kết thúc video tại đây. Ngày mai nếu mà có xe mới về em sẽ review tiếp, thì các anh nhớ đón xem nhá. Các bạn nhớ đón xem nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.